Xin chào tất cả anh em. Giới thiệu anh em đây cây kỳ lân mũi nhọn nhé anh em nhé. Chiều dài 83 cm. Đây phần tay cầm này. Phần tay cầm này là hai cái con kỳ lân nó song song nhau nhá. Lưỡi hình kỳ lân nhé. Lưỡi này của nó là mài rồi. Hoa văn họa tiết là khắc nhé. Hoa văn họa tiết là khắc lên nhé anh em nhé. Con này có trọng lượng là 1,6 kg. Da đẹp. Hàng là có hộp gấm. Hàng là có hộp gấm nha anh em nhé. Xin chào tất cả anh em.